Đây là Adventure Dome. Adventure Dome trong Circus Circus nha các bạn. Chơi hết từ sáng cho tới tối. Khu này là khu bắn game. Urban. Is this the one? Đây có những cái game con nít chơi gấp thú. The roller coaster. Như chỗ này không? Ngoan lắm.
là game. Họ build cái này lên để cho thu hút những gia đình nào mà có con nít, người ta phải ở đây để cho con nó chơi. Ở đây người ta tạo rất là nhiều cái trò chơi cho mấy đứa nhỏ nó chơi cho nó khỏi chán đó các nhà. Đây là mấy cái virtual mà coi dạng mà 4D á, chùm vô con mắt coi cũng hay lắm. Ở đây thì thuộc về vẽ mặt, vẽ mài, vẽ hình. À, đây thì mấy em nhỏ nè, mấy em nhỏ chơi mấy cái này. Nó có đua xe ở ngoài này nè. You want to car race không? Okay.
kilo hả? Đây có khu một cái khu chơi bowling cho các em bé này. Ở đây nè. Quá là đẹp. Đây không phải ha. Đây chỉ có bowling thôi. Đây là một cái gift shop nhỏ trong cái casino này. Bán những cái đồ lưu niệm từ Vegas. Vegas áo, t-shirt đó, cho đến mấy cái đây, keychain. Tất cả cho biểu tượng Las Vegas không nè. Las Vegas everything. Đây, 3 cái 10 đô ly tách này, một từ hình ảnh của Las Vegas luôn. Đây, bình rượu, Las Vegas luôn. Wow, kim tím là dữ ha. Đó. Ok. Rồi cái này bự hơn nè boy. Con muốn lấy đồ ăn không? Lấy đi. Anything you want. Like keto. Mấy con thú nhiều bông nè. Ồ, mấy này ở dưới mình bán cũng mắc lắm nha. How much is this? Hello, how much is this one? Ok cả nhà, đây là cái bãi biển Mandalay Bay Beach. 8 sáng tới 7 giờ tối đó. Cho khách, người ở đây người ta bơi nè.
ở trên 48 inch, một khi mình đi dạo vòng ở ngoài biển nha. Đây hôm nay hơi nóng, 107-108 độ, quá nóng luôn. Đây 4 inch rồi. Bãi biển này mình cũng đi mấy lần rồi, giờ ra coi mấy nhỏ hôm nay nó bơi sao đây. Rồi cả nhà đi theo mình nha. Vô cái biển nhân tạo của cái khách sạn này nha cả nhà, Mandalay Beach. Nóng quá, tới cả 100 độ. Đây có cái ai bơi xong mệt lên ăn. Đây bán đồ lưu niệm, phao, quần áo bơi, cắt cửa xuống bơi. Đây bán rượu, quá trời đông luôn này. Nhất là mùa hè ở đây trời rất là nóng cho nên bà con người ta sẽ tới đây bơi rất là nhiều. Quá xa nắng luôn. Bây giờ chiều 5-6 giờ chiều mà trời còn nóng quá. Đó, cái biển gì đó. Quấy phù. Cái này phải mướn nha, mướn ghế nha, 125 đồng. Một cái ghế với cái dù. Giống như biển ngoài này cho đã... sóng đánh rồi mà là... có điều thời tiết ở đây thì quá nóng. 107-108 độ hôm nay. Độ Việt Nam chắc khoảng gần 40 độ, 40-41. Giờ chưa đông đâu, tí nữa người ta mới kéo ra đây để mà buổi trưa đó. Nhớ biển thiệt kìa, nó sẽ đẹp luôn. Sống luôn, sống hết chưa đã, vui không? Good. Nóng quá, sao nóng luôn rồi. Đây thế giới của thành phố Las Vegas đây, coi như là mọi người đều chơi cả luôn. Quá trời đông, ngày thứ bảy nữa. Ngày chiều thứ bảy bà con chưa có lên nha, cũng là khá đông rồi. Đây là toàn là mái kéo, còn muốn ngồi bàn thì mình đi khúc khác, khúc bên trong này nè. Đó ngồi bàn ở phòng bên trong, cái này cái mái thôi. Casino. Đây chỗ này có nguyên cái nhà hàng, thấy đâu cái bar rượu với mấy nhà hàng bar rượu, vừa cơ bia, vừa kê bia, vừa đánh gamble. Này là nguyên một cái sân đậu xe, ai muốn rước taxi thì đây, taxi chờ sẵn. Đó, nguyên cái sân đậu xe của khách sạn. Bây giờ mình phải tự lên mình kiếm xe.
xe taxi mà hồng quá đẹp này. Tên ngộ ha, Crazy Buffet. Cũng cách Las Vegas khoảng ngày tầm mai vậy thôi. Ok, giờ mình đi vô. Đồ ăn tạo. Một xíu mực. Tôm. Ăn chút thịt bò này, hạt sâm. Beef. Rồi còn lấy cua kìa con. Cua. Dù lấy cho nó đi chứ. Ồ, con tôm này ngon nè. Ok. Cua nè. Lấy thêm đi con, lấy tôm kìa. Nghêu. Đây đi đâu. Hello. Hết ít trước rồi. Ok, giờ mình đi lấy thêm dĩa thứ nhì để coi mình lấy cái gì đây. Tôm. Ăn con. Đây có garlic bread thôi chắc thôi nè. Bây giờ lấy nghêu. Nghêu xào. Nghêu xào ớt cả nha. Nghêu xào ớt. Cua chà. Cua này mình lấy trễ quá hết rồi. Cua rang muối. Lấy thêm một miếng cá. Cá này cho cá hấp. Này ngon. Này miếng broccoli đi. Bò. Broccoli. Nói chung là này đồ của Tàu nhiều. Mình đảo qua đây vòng nè. Ồ, cái này có đây, hoành thánh, ký xà, bánh bao, quay giạc, gà, quay giạc. Wow, mấy đứa nhỏ này ăn quá trời luôn. Đây, hàng sushi. Sushi, ai muốn ăn sushi qua đây. Cái quả gia bì, cái cây nè, được ta, giúp miếng ăn. Gian hàng này là gian hàng bánh ngọt. Để tí nữa mình ra mình ăn tráng miệng nha cả nhà ơi. À. Lấy lại miếng mực này. Mực. Miếng thịt bò chút thôi. Đây là tôm cocktail nè, chanh, hào, vậy thôi. Rồi, đây tới phần cua nha cả nhà. Chân cua snow crab.